cơm chiều sữa soạn chỉ mình em ngồi đủ hướng nhưng hướng nào cũng lệch thân bé bóng nếp bên đời mỏi mệt sợ thời gian vóc dáng dễ hư hao buổi cơm chiều em lắng lặng nhìn con bỗng sợ con hỏi ba đâu rồi mẹ câu hỏi đó con thường hay thó thế nửa đời em cũng không thể trả lời bao buổi cơm chiều sao lạnh ngắt anh ơi trên canh ngọt ai thêm vào vị đắng nuốt từng hạt cơm như nuốt toàn quanh vắng quay lưng đi run rẩy tâm thân gầy buổi cơm chiều em khóc với ai đây lòng mơ ước anh về đây an ủi dù một phút hay vài giây cũng yên vui buổi cơm chiều nhìn nắng trụi ngoài hiên ngồi đủ hương nghe lòng luôn cô quạnh cánh cửa nhớ mong chờ anh vô vọng nhưng anh ơi đợi anh về nhưng anh ơi em vẫn đợi.